chào thầy và các bạn. Hôm nay nhóm em xin được thuyết trình về vấn đề lên án mẹ não phá thai. Sau đây là quy trình não phá thai. Trong những năm gần đây, loài người đã chứng kiến sự thay đổi không ngừng về kinh tế, khoa học và nhất là sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin đã làm cho cuộc sống con người ngày càng được nâng cao. Đáng tiếc thay, những giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất. Hơn nữa, thế giới toàn cầu hóa làm cho con người ngày càng đánh mất lương tâm. Họ có thể làm bất cứ điều gì vì quyền lợi của cá nhân, ngay cả việc dám bỏ đi một sinh linh chưa kịp chào đời. Vấn đề này không chỉ đem đến sự lo lắng cho các bậc làm cha, làm mẹ, mà còn gây nhức nhối cho những người có trách nhiệm. Con số não phá thai của nước ta thật kinh khủng. Vấn đề này không chỉ nhức nhối ở lứa tuổi trẻ vị thành niên, mà còn ở những lứa tuổi khác, và con số này cũng ngày càng tăng lên. Đầu tiên phải nói tới nguyên nhân và ý thức bản thân. Một phần là do thiếu hiểu biết về kiến thức giới tính nên các bạn tự tìm hiểu ở bạn bè của mình hay tìm trên mạng những thước phim không lành mạnh. Hơn nữa, hiện nay nhiều bạn tự nguyện sống thử trước hôn nhân, đặc biệt là các bạn nữ sinh viên và công nhân. Các bạn thích một cuộc sống hưởng thụ, phóng đãng, không tôn trọng chuẩn mực đạo đức và của cộng đồng hay luật lệ của tôn giáo. Rất nhiều bạn không những xem thường pháp luật và luật pháp mà còn tự hạ thấp nhân phẩm của mình, không coi trọng gia đình, cho dù biết hành động của mình đang làm là sai trái với chuẩn mực của cuộc sống nhưng vẫn cố tình bước vào. Tiếp theo là nguyên nhân về gia đình. Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế, khoa học, cha mẹ mãi mê kiếm tiền nên ít có thời gian để chăm sóc con cái. Nhiều gia đình phó mặc con cho nhà trường và xã hội, đến khi phát hiện con mình đã có thai thì đã quá muộn. Hơn nữa, cha mẹ lại chia sẻ kiến thức giới tính cho con cái. Có những trường hợp khi con hỏi cha mẹ về vấn đề giới tính, họ lại nói, sau này con lập gia đình sẽ biết. Một bạn trẻ tâm sự, do cha mẹ em đi làm về muộn, mỗi lần đi học về, em cảm thấy buồn, không có ai để chia sẻ, nên em đã kiếm bạn tâm sự. Sau một thời gian quen nhau, chúng em đã vượt quá giới hạn, nên em đã có thai. Cuối cùng là nguyên nhân từ xã hội, với định hướng giáo dục sai lầm trong xã hội về nguồn gốc loài người, so sánh sự hình thành của thai nhi trong các giai đoạn với các động vật khác đã dẫn đến những tư duy không lành mạnh, xem thai nhi trong giai đoạn hình thành và phát triển không phải là con người, hay các chương trình giảm sinh, kế hoạch hóa, tuyên truyền diệt sản, thậm chí dạy dẫm, sa thải, đuổi việc, cách chức, v.v. đã làm cho một số lượng lớn cá nhân xảy chân vào tệ nạn não phá thai. Việc não phá thai không những để lại hậu quả cho sức khỏe, tâm lý mà còn ảnh hưởng về lương tâm, làm cho tâm trí của người mẹ bị ám ảnh, sợ hãi và trầm cảm. Việc não phá thai dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nguy hiểm cho chị em phụ nữ, nhất là giới trẻ. Chẳng hạn như vô sinh do tắc dính vào tử cung, tắc vòi trứng, biến chứng sau một thời gian. Đây là hậu quả nặng nề nhất mà các bạn gái trẻ phải gánh chịu vì sự thiếu hiểu biết về kiến thức sinh sản. Để hạn chế việc não phá thai, mỗi bạn trẻ còn phải trang bị kiến thức giới tính cho mình qua trường lớp, qua sách vở. Không nên tự tìm hiểu qua bạn bè không biết hay tìm hiểu qua những thước phim không lành mạnh. Không nên coi thường việc giáo dục giới tính. Đồng thời, các bạn nên giữ ranh giới giữa người khác phái, nhất là các bạn đang yêu nhau. Hơn nữa, chúng ta nên tham gia các hoạt động đoàn đội, tạo một sân chơi lành mạnh và nói không với việc não phá thai. Ngoài ra, gia đình phải là chỗ dựa vững chắc cho con cái khi có chuyện, còn quan tâm nhiều hơn về việc giáo dục con cái về giới tính, nhất là vai trò của người mẹ trong việc giáo dục con gái trước ngưỡng của tuổi dậy thì. Khi con cái hỏi về vấn đề này, cha mẹ nên sẵn sàng giúp đỡ. Đồng thời, cha mẹ nên đóng vai trò không chỉ là người thầy, mà còn là người bạn thân để con cái tin tưởng chia sẻ những điều khó nói.